Hello, chào anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mấy Cái Xích ha. Đây mình có cây lam này, thắm đứt anh em nhé. Đó, lam này lam tháo máy. Cây lam này còn khá là mới luôn. Nói chung là chưa mòn, nước sơn còn luôn. Nói chung là hàng lướt 90% so với mới. Mình giới thiệu đến anh em một cây lam của Đức ha. Lam này thì nó gắn vào những cái máy ép tin lớn như 024, 026, 028, 34, những số lớn trở lên. Thì nó sử dụng cái rãnh là rãnh 12, rãnh 12 ly để lỗ nhớt ha. Đó. Lam này rất là đẹp nha anh em. Tầm là tình 5 tấc ha. Là hàng này thì chỉ có bút và cái máy ra thì mới có thôi. Đó, chứ bình thường là không có những cái hàng như này. Đó. Rất là đẹp. Anh nào anh em nào thiện chí muốn mua chốt thì liên hệ mình ha. Giá là 700 ngàn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào anh em. Số điện thoại mình là 0974 644 93.